Sáng chào cô bác anh chị, sáng là sáng à, sáng sale xe City Ford. Giới thiệu cô bác số màu xe ở bên em hiện tại đang có để chiếc lắp to màu trắng, lắp to màu trắng và chuẩn bị giao xe rồi ạ. Không, số đuôi rất là đẹp, đúng số đuôi số điện thoại em số 5959 đó ạ. Đoàn này là xe này là của khách đã đi rồi, cái nắp thùng, này là bằng điện, nắp to này, nắp thùng này như là của F150 đấy, nhìn cái nắp thùng này. Còn cái thanh, quy chắc này, nó thanh, cái thanh này như là cái thanh quy chắc rồi. Còn cái nắp thùng đây là bên này. Lắp thùng lấy theo dựa theo cái mẫu của lắp thùng này, dựa theo mẫu của Ford F150 rất là nổi tiếng, xe đó cũng rất là đáng giá. Đây là màu đỏ quay nha, một vòng xe màu đỏ. Đây bên đây có màu màu cam, màu cam là màu đặc trưng của Ford Ranger, của Ford bán tải. Đặc trưng của Ford bán tải là màu cam này, có Ford có cái màu cam. Chúng ta sẽ qua bên chiếc màu xám, mà chiếc màu xám là ấn tượng nhất, là mức giá của chiếc màu xám. Giá chiếc rất to mà màu xám là giá là cao hơn những chiếc khác. Chúng ta đi một vòng. Đây, ra một chiếc màu xám nữa. Đây, chiếc màu xám ở đây. Đây là chiếc màu xám. Rồi. Rồi có anh chị mà có anh chị là thích màu nào mà nhất thì mình sẽ comment ở dưới